Giờ đây, bạn có thể biết nút giao của cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài nằm tại đâu trong địa phận tỉnh Tây Ninh thông qua video này. Hình ảnh mà bạn đang thấy trên đây chính là hướng tuyến tham khảo của cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, có điểm đầu tại Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh và điểm cuối tại quốc lộ 22 khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài của tỉnh Tây Ninh. Toàn bộ hướng tuyến này có chiều dài khoảng 50 km. Và trong địa phận tỉnh Tây Ninh sẽ bao gồm những nút giao nào? Thứ nhất, đó chính là nút giao của cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài với tuyến đường DT787B. Thứ hai, chính là nút giao của cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài với tuyến đường Hồ Chí Minh. Đây là tuyến đường Hồ Chí Minh và đây chính là cao tốc, nút giao sẽ nằm tại đây. Thứ ba là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài sẽ giao cắt với tuyến đường DT782. Chạy xích lên một xíu nữa, các bạn thấy khu vực này. Nếu như các bạn nào để ý, đây chính là nút giao quy hoạch giữa hai cao tốc, bao gồm cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài với cao tốc Gò Dầu - Sa Mát. Đây có thể nói là nút giao quy hoạch lớn nhất của hai cao tốc trên địa phận tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, trong giai đoạn 1 này, hiện tại nút giao này chưa có thể được triển khai. Nếu đi thêm một xíu nữa, trong địa phận huyện Gò Dầu, chúng ta sẽ có một cái nút giao khác, đó chính là nút giao của cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài với tuyến đường quốc lộ 22B. Cuối cùng là điểm giao cắt giữa cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài với tuyến đường quốc lộ 22, chạy dọc lên xíu, đây chính là phần khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài. Bạn nghĩ như thế nào đối với những cái nút giao này?